Hello các bác, vâng, lại là một chiếc loa. Vâng, lần này lại một chiếc loa xịn tiếp. Thì thực sự với các bác, rất là nhiều bạn yêu cầu em mua mấy chiếc loa thì của Hoco hay là Remax hay là gì à, của Tàu á. Thực ra em cũng lên em tìm nhưng em thấy không thích lắm. Và em thấy một cái loa rất là hay này, đây này, giờ các bác xem nhá. Thì phải nói thật với bác ở trên Shopee nhá. Cái con loa này này, đó, con loa này nhá, con loa JBL này, fake đầy, nhiều lắm. Thì em tìm mãi thấy một ông không fake, ông bán 1.990.000. Thì ông ghi là chính hãng và ông này cũng khá là uy tín ở trên Shopee ấy. Thì em thấy là khả năng là không phải là fake. Bởi vì cái fake thì đâu có tầm hơn 300 thôi. Hơn 300 là có rồi. Nhưng em thấy ông này lần đầu tiên bán là giá thì ngày trước ông ấy để nên biết là 2.500.000 và bây giờ giảm còn 1.900.000. Với là giảm 500 thì em thấy thú vị quá nên em cứ đặt mua và em dùng. Để thay cho chiếc loa, bởi vì cái loa này có khả năng chống nước mà rất là khủng nhá, của JBL mà. Để thay cho chiếc LG này, LG ơi, em từng bóc hộp cho các bác xem mà cái này nghe hay lắm, đẳng cấp lắm. Đi chơi thì bảo rất sướng nhưng mà em chán rồi. Em chuyển sang con này và em mua. Thì con này giá ở trên kênh này là em thấy là đang bán là 1.990.000 và em cả tiền ship này em bán mua có hơn 2 triệu thôi. 2.030.000 các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ mở hộp xem như nào. Đây các bác nhìn nhá. Tên của nó là JBL Flip 4. Đó, chính hãng. À, chính hãng luôn, mà trên kia người ta đảm bảo chính hãng, không phải chính hãng, người ta hoàn tiền, người ta đền bù tiền luôn. Đó, thì đóng gói thì cái sản phẩm này mua tại Việt Nam thôi. Mua tại Việt Nam thôi chứ không phải Trung Quốc. Thế đóng gói thì cũng như bình thường thôi, bây giờ em sẽ mở hộp ra xem như nào nhá. Đây, các bạn nhìn này. Đó, in nguyên này nhá. Bây giờ em sẽ mở nhá. Ok. Em mở xem như nào, trên này nó có hơi cái gồ, không biết là cái gì. Đấy, không biết là cái gì. Cẩn thận, bách bốt hộp. Xấu luôn. À. Đóng gói cái vẻ giống như đóng gói cái con Hartman Cần mà Evox mà em vừa mua ấy. Đây. Đấy ạ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, một chiếc loa JBL Flip 4. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? JBL Flip 4 nha. Đây, các bạn nhìn này. Ở trên này nó có cái bài là Hartman. Bài là Hartman, không biết là như nào kìa. Thực sự là bản thân em thì thích chơi cho em chả biết là như nào đâu. Nếu mà các bác biết vì sao nó có bài Hartman đây thì các bác bảo em nha, không biết có liên man Hartman cái đường gì không. Đó. À đây cái lồ ở đây thì bên cửa hàng bán người ta có tặng em một cái củ sạc. Có một tặng em một cái củ sạc để cho em sạc cái loa này. Để xem thử củ sạc này xem nào. Đây, tặng em một cái củ sạc. Bị cạo tên thương hiệu đi rồi. À nhưng mà em nhìn thấy mờ chứ chả hiểu sao lại cạo tên thương hiệu đi. Em nhìn thấy mờ là củ sạc của Meizu. Củ sạc Meizu các bác nhá. Người ta tặng thêm cho em một củ sạc của Meizu, đầu ra 5V 1.5A. Ok, củ sạc này thì ok cũng được ấy. Em bỏ qua về đi. Bây giờ em chỉ tập trung vào cái sản phẩm em mua nhá. Đây các bác thể nhìn thấy này, em mua một sản phẩm màu đỏ. Đây các bác nhìn nhá. Giá nên biết trước kia của họ là 2.500.000 và bây giờ họ giảm lên 500 đây này. Đó, giảm lên 500. Thực ra là 5.500.000. 1.990.000, gọi là hơn 2 triệu một chút, à hơn 500 một chút này. Đó thì tên là Flip 4 có logo của JBL mà có bài Hartman đây, em không hiểu như nào. Thì cái sản phẩm này nó được ra mắt vào tầm năm 2017, cũng lâu rồi, 3 năm rồi, chắc là họ tồn kho là họ giảm giá 500. Nhưng không sao, sản phẩm này rất là đẳng cấp luôn. Bên này sẽ có hình ảnh của những chiếc loa đang nhảy múa và cái biểu tượng này không biết là biểu tượng gì, thực ra em không biết đâu. Nếu bác nào biết thì comment bên dưới video để cho mọi người cùng biết nhé. Em không biết đâu, chỉ mở cho các bác xem thử thôi. Đó các bác nhìn thấy nhá. Đó, JBL Codec cộng là đây là khả năng là cái kết nối gì đó gọi là đời mới của JBL. Đó. Bên này thì sẽ có cả một số thông tin cơ bản, ví dụ như là đây có chúng ta sẽ có cài được JBL app. Có nghĩa là cài JBL app để có thể điều khiển được cái sản phẩm này để xem có phải chính hãng không. Chút em sẽ cài thử nhá. Ở dưới này thì chúng ta có thể nhìn thấy đấy, các bác nhìn nhá. Là sản phẩm này có thể sử dụng liên tục được 12 tiếng. Đây, nó sẽ ghi là 12 tiếng. À, nó cũng tương tự cái này này. Cái loa LG này cũng sử dụng 12 tiếng và sản phẩm này cũng là sử dụng 12 tiếng. Đó, có chống nước IPX7. Đó, có thể chống nước luôn. Đó. Có kết nối JBL Connect cộng này. Có cái này không biết là gì cả. À speakerphone, kích giả có nghĩa là kết nối được điện thoại, hình như là kết nối điện thoại và nói chuyện. Đàm thoại thứ gì được ấy, nghĩa là như vậy. Bên trong thì nó sẽ có một cái loa cộng một cái cáp. Đó thì kết nối được với điện thoại, máy tính bảng cũng như là laptop. Đó, có thể share ở trên trang jbl.com. Đây tất cả công nghệ sẽ ghi thế này bằng tiếng nước ngoài, em không hiểu là gì. Bác nào hiểu thì comment bên dưới nhá, em nói lại nữa như vậy để cho mọi người cũng biết và em cũng biết luôn.
Đó, đơn giản như vậy thôi. Xung quanh hộp bên này có thêm một cái ảnh của chiếc loa nữa, và có nhiều cái giọt nước này, có nghĩa là trong nước đó. Bây giờ em mở xem như nào nhá. Cái loa này đã được bóc siêu rồi đây. Thì những cái siêu cũ nó dán ở trên này này, cũng không sao, rẻ hơn được một chút. Bây giờ bóc ra nhá. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bên này thì sẽ có một cái biểu tượng như gọi là nhảy múa, như gọi là đang thác loạn đấy. Màu sắc các thứ đây. Là logo của JBL cũng như là Hatma ở đây, ba Hatma này. Trên này có Google Play Music. Đó. À, ở đường dưới này nữa, quên mất ở dưới này. Với lại qua ở dưới này này. Ở dưới này nó sẽ có một số mã vạch cũng như là serial number sản phẩm ở dưới này. Đó, các thông tin công ty rất là đầy đủ ở đây. Đây, các cái chuẩn xuất các nước cả Trung Quốc này, Đài Loan này. Đó, này thì có một cái tai treo thôi, không có gì cả. Bây giờ mở hộp nhá. Trên này nó có một cái túi, một cái hộp đựng rất nhiều thứ này, mềm mềm đây, hình như là sách rất là sử dụng. Trên này có thêm một cái hộp nữa. À, đây có một cái cáp sạc micro. Cáp sạc micro USB. Thiết kế cái màu da cam, màu mà có logo JBL ấy. Đã có logo JBL ở đây. Đó, cáp rất xịn luôn. Rất tiếc là chỉ là JBL micro USB thôi. Như chiếc loa LG này thì là tai xịn rồi, bởi vì loa đời mới. Loa là đời cũ hơn thì là chỉ là cáp micro thôi. Dây cáp cũng khá là xịn. Thiết kế ra dạng dẹp như này. Em nó thích cái dây kiểu như này, nó sẽ không bị rối. Đó. À, cái này tí bóc ra xem nhé, để xem trong này có gì nữa này. Đây à, có một túi trú ẩm. Một túi trú ẩm này. Một đống như kiểu là sách rất sử dụng các thứ ấy. Bóc ra xem nha. Đây vẫn nguyên như này à, đống như kiểu sách rất sử dụng này. Đó. Đây bên trong có hướng dẫn của chiếc Flip 4 nha. Là kết nối với cổng 3.5, kết nối với cổng sạc USB. Đó, kết nối Bluetooth. Đây Bluetooth này, phím to nhỏ ở đây, à có điều khiển giọng nói này. Đó, nó hướng dẫn rất là chi tiết ở đây. Ok, cái này chắc em biết rồi, phải bỏ qua. À, có những cái màu như này này. Đó, có màu xanh, màu xanh này và màu xám, em mua đỏ nhé. Đây, cái này cuốn sách này là cuốn sách Google Play Music. Chắc là nó tạo cho mình một số bản nhạc bản quyền bằng tiếng nước ngoài. Bên này thì đây là giấy bảo hành. Đây là giấy bảo hành bằng các tiếng nước ngoài. Không biết là có tiếng Việt thôi nhỉ. Em nghĩ là sản phẩm chắc không có tiếng Việt đâu. Đó, còn chữ Hát Màn đấy cũng không hiểu là như nào. À, đây không biết là cái gì, của Trung Quốc. Này, Trung Quốc này. Khả năng đây là sản phẩm xuất trong thị trường nội địa Trung Quốc. Đây có một cuốn sách cảnh báo, chắc là an toàn để sử dụng. Đó. Điều đặc biệt là không ném xuống rác. Thế thôi, em chỉ hiểu một cái đấy thôi. Không hiểu như là chỉ hiểu là không được ném vào thùng rác thôi. Đó. Ok, bỏ qua nhá. À, còn gì nữa không nhỉ? Không có gì cả. Bây giờ đến cái loa. Khá là nhỏ này. Nhỏ không? Đó, các bạn nhìn nào. Nó nhỏ hơn là chiếc loa LG một chút. Đó, các bạn nhìn nè. Nó nhỏ hơn chiếc loa LG một chút này. Đó, cầm rất là vừa tay. Thì quan tâm đến hai cái đầu này. Thì hai cái đầu này là nó có một cái logo của JBL này, cũng như là một cái biểu tượng voi à, bởi cái gì ấy. Thì hai cái màn đây là hai bên này là hai màn cộng hưởng nhé. Cũng giống như chiếc LG này, nó là hai màn cộng hưởng. Nó sẽ tăng được khả năng như ví dụ như là âm bass hay là nó sẽ sống động hơn rất là nhiều. Em nghĩ là cái loa ngoài nó sẽ ẩn ở trong này và nó có hai bên loa. Đó, logo của JBL rất đẹp ở đây này. Đó, qua nhìn đâu, nó một cái dây đeo. Rất là bình thường, rất là buộc, rất là bình thường ở đây. Đây các bạn nhìn này. Dây đeo buộc bằng tay kiểu như handmade bẹn bẹn này thôi. Đó, không quá là chuyên nghiệp mà rất đẳng cấp, phải tháo được. À, có thể tháo được nha. Đó. Đó, dây này thì nếu mà làm cái dây mà có đầu thít hơn được thì đẹp. Chứ còn nếu không có đầu thít thì đeo tay em to thì nó như này, tay bác nào bé thì hơi lỏng. Đấy, đầu thít mà chúng ta có thể thít vào bên dưới được thì đẹp. Đấy, đây chỉ buộc tay thôi. Đó. Thì phía bên này nó sẽ có các nút bấm. Ở bên trên của cái logo này, phía bên này chúng ta sẽ có những nút bấm nhé. Ví dụ như là nút để kết nối Bluetooth này, nút nhỏ tiếng này, nút to tiếng này, nút play cũng như là power ở đây. Đây là nút nguồn nhá, ấn giữ thế nào. Đó, sản phẩm là chắc để tuần kho lâu hết pin rồi, chút nữa em sẽ sạc pin rồi thử. Bây giờ em cứ lùi qua trước đã. Đây, đây có kết nối của JBL cộng này. Đó, như thế này. Đó, nhìn cũng khá là đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn. Đó. Thì nhìn kỹ phía dưới này nhá, đây là những sản phẩm chính hãng.
Thế nên là nó sẽ làm rất là đầy đủ và chi tiết, cũng như là thông tin về sản phẩm cũng rất là chi tiết để cho anh em cũng như là cho các bác cũng cho em xem được. Đó chứ không như sản phẩm fake đâu nhé. Đây các bác nhìn thế này, đây có những cái tiêu chuẩn như là ở nước ngoài này. Em hiểu không hiểu về cái quy định này lắm, nhưng mà cái này như của Đài Loan này. Đó, cái này của Hàn Quốc này. Một số nước ví dụ châu Âu này. Đấy. Sản xuất tại Trung Quốc nhá. Có mấy dòng chữ mấy như trên này, ở đây những cái này nó in rất là đẹp. Đó, có cái biểu tượng là có hỏng đừng ném thùng rác. Đó, có biểu tượng này em biết mỗi biểu tượng này. Thì đây có một cái cổng kết nối cái khu vực này, khả năng là nó giống cái cả LG ấy. Đây là sẽ là cổng sạc, cổng 3.5, cổng này phải kháng nước, thế là một cái đội rất đẹp. Và có chữ Flip 4 đây. Đó, em mở ra nhá. Em mở ra bên trong đúng như vậy. Các bác nhìn thấy nhá. Cổng rất là chắc chắn này, các bạn nhìn nó dày như này này. Đó, bên dưới sẽ có cổng 3.5 để cho chúng ta có thể cắm dây 3.5 vào máy tính cũng như là vào điện thoại, vào máy nghe nhạc, những thiết bị không có Bluetooth đấy. Đây có cổng sạc micro USB. Đó, có rất là nhiều dòng chữ về modem này, sản phẩm tên này và sản xuất này, loa sản xuất ở đâu này, bằng tiếng Anh cũng như là tiếng Trung Quốc. Rất đầy đủ đây này. Đó, các bạn nhìn không? Đó, phía dưới này cũng đầy đủ các tiêu chuẩn này. Ở dưới đây này, ví dụ như là dòng điện vào 5V 2A. Đó, các chi tiết đầy đủ vậy đây, bởi vì đây là một sản phẩm xịn. Thế nên nó rất là chi tiết và đầy đủ các bác nhé. Bây giờ em sẽ cắm sạc vào và em thử xem là như thế nào. Đây các bác nhé, thực sự là sạc rất là lâu. Em cắm sạc được tầm khoảng 30 phút hay sao ấy, thì nó mới lên được có một vạch và nó báo đỏ như này. Đó, nhưng mà em cứ thử nhé, tại vì mất thời gian quá. Đó, khi bật nguồn lên thì cái nút này nó sáng và nó báo pin ở đây. Ok, thế bây giờ em sẽ kết nối Bluetooth thử xem thế nào nhá. Để chế độ Bluetooth nhỉ. Đó, nó chuyển sang màu xanh như này này. Đó, là chế độ Bluetooth các bác nhá. Khi nút Bluetooth nó chuyển sang màu xanh, còn bình thường nó là màu trắng đúng không? Đấy, bây giờ thử kết nối Bluetooth nhá. Bluetooth. Đây, JBL Flip 4. Ok, cái nối nào. Đó, bây giờ cái nối được rồi nha. Em sẽ thử xem trên này nó có báo pin không nhỉ. Trên này thì không thấy nó báo pin. Không thấy báo pin của thiết bị. Đó, em bỏ qua này. Tiếp nha. Đó, bây giờ em sẽ test qua chức năng cũng như là chất lượng âm thanh xem như nào nha. À, to tiếng này. Nhỏ tiếng thế nào. Đấy, nó sẽ điều khiển to tiếng nhỏ tiếng được các bác này. Đó, hết cỡ nha. Dừng này, phát này. Ok, bây giờ em sẽ thử mở bản nhạc xem nào. Em sẽ mở một bản EDM trên YouTube nha. Đây, mở bản này đầu tiên đi nhỉ.
Ok, đó bắt đầu à, màng cộng hưởng này phải nói là nếu mà nói em chất lượng và âm thanh của sản phẩm này ấy, của cái loa JBL đấy, em phải nói thật với các bác này. Cái LG kia hay một nhá, thì cái này nó phải 29, có nghĩa là hay hơn rất là nhiều. Ví dụ như là chi tiết về âm thanh ấy, ví dụ như là tiếng ở trong cái bài LM thì nó là nhạc điện tử mà, nhưng mà vẫn cảm nhận được tiếng trống riêng này, tiếng kèn riêng này, nói chung là rất là hay. Thực sự là em thì không phải là người và chuyên gia về âm nhạc đâu đó, bác nào chuyên gia âm nhạc thì bác cứ đánh giá chi tiết hơn, nhưng mà em cảm thấy rất là hay nhá. Cái đặc biệt này nó nhỏ như này thôi, nhưng mà nếu các bác cầm tay ở bên này thì sẽ cảm nhận được cái sự việc mà nó sẽ bị mất một bên, có nghĩa là nó hai loa nó khác biệt và rõ rệt nhau, nó phân là đàng hoàng luôn. Ví dụ hoặc là chúng ta nghiêng như này nhé, thì là cái bên này nó sẽ yếu hơn, cảm nhận được luôn. Hay nghiêng bên này thì bên này sẽ yếu hơn. Đó là cái giải tần mà cái loa cao cấp này nó làm rất là tốt. Tất chắc chắn một điều là những cái ta loa fake thì không bao giờ nó làm rồi. Và cũng như là việc vừa giờ mà em có đổ một chút nước vào cái màng cộng hưởng này hạn, thì tất nhiên là nó bắn nước đó là chuyện bình thường, bởi vì màng nó quá mạnh. Mới tiếp nữa là đây là một sản phẩm chống nước nên không sợ nước, đúng không? Nó không sợ nước luôn. Thực sự với các bác là nó 2 triệu thì là em không dám nhúng. Thì nếu nó mấy trăm nhưng còn gì, còn đeo gì thì em nhúng ngay, nhưng nó 2 triệu thì em không dám nhúng đâu. Trải qua và bóc hộp thì nó như thế thôi. Còn review chi tiết là sản phẩm này thì ra em không phải là chuyên gia review và loa thì em không biết đâu. Thế nên nếu bác nào từng nghe sản phẩm này, đã từng sử dụng sản phẩm này, thì các bác cứ comment bên dưới để cho mọi người cũng như em được biết chi tiết hơn sản phẩm này nhá. Sản phẩm này thì em hiện tại mua là 1.9 triệu và em sẽ sử dụng. Còn cái sản phẩm LG kia thì em không sử dụng nữa. Nhưng mà nếu mà bác nào mà có nhã hứng và tương tác với kênh của em nhiều, khi em tặng ấy, em tặng cái loa LG kia luôn. Đó. Thế nên là các bác xem và ủng hộ em nhé. Ủng hộ nhiều thì sau này có nhiều đồ em sẽ tặng cho các bác luôn. Và nếu các bác muốn mua sản phẩm này thì các bác comment ở bên dưới, em sẽ có điều kiện sẽ mua cho các bác xem luôn nhá. Đó, cảm ơn các bác xem clip nha. Chào và hẹn gặp lại các bác.